Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Thanh Tâm Family. Thì hôm nay em sẽ vào bếp chia sẻ cái món là bánh xèo miền Tây nha cả nhà. Bánh xèo chiên giòn này rất là ngon luôn. Béo, cái da bên ngoài rất là béo, giòn, xốp. Nhưng bên trong thì ăn rất là vừa ăn. Thì vào những ngày rảnh rỗi thì cả nhà có thể làm cái món bánh xèo này cho cả nhà mình ăn nha cả nhà. Và em thấy bánh xèo này cũng tùy vùng miền làm cái cách thức khác nhau. Và cái công thức để em làm cái bánh xèo này thì em xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem hết video giúp em nhé. Xem video hay hãy cho em xin một nút like, một nút đăng ký để chia sẻ, ủng hộ em nha cả nhà. Và ngày mới em xin chúc cho cô chú anh chị và các bạn một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhé. Và bây giờ em xin mời cô chú anh chị và các bạn vào bếp với em nha. Và nguyên liệu để chuẩn bị cho món bánh xèo em cũng đã chuẩn bị tất cả các nguyên liệu rồi nha cả nhà. Để tiết kiệm được cái thời gian của cô chú anh chị và các bạn xem thì ở đây em tất cả các nguyên liệu em đã sơ chế hết, rửa cho sạch sẽ hết rồi đó cả nhà. Đây là cái nhân bánh nha cả nhà. Nhân bánh thì ở đây em gồm có 200g thịt nạc nè. Em mua thịt nạc dăm á cả nhà, ăn cho nó mềm nó ngon. Và ở đây là 300g tôm. Tôm này là tôm thẻ nha. Đây là tỏi, tỏi băm để tí em xào cái nhân á cả nhà. Và gốc đầu hành, giá và củ cải đỏ. Ở đây gia vị nêm gồm có muối, đường và bột nêm. Đây là rau sống ăn kèm nha cả nhà. Ở đây thì không có rau gì hết á, chỉ có rau gắp cá nè cả nhà. Rau là rau gắp cá. Rau gắp cá và rau húng lủi, quê em gọi là húng nhủi á. Và một quả dưa leo. Là đó là xong là cái phần nhân và cái phần rau ăn kèm. Và đây là cái củ cà rốt đó cả nhà, em sắc nhuyễn như vậy để tí em để vào cái nước mắm. Thì ở đây chanh, tỏi, ớt nè cả nhà em đã băm sẵn để mình làm nước mắm á. Hành lá sắc nhuyễn nha. Hành lá sắc nhuyễn để em để vào cái bột. Thì bột ở đây em tự pha nha cả nhà. Đây là em dùng 200g bột gạo. Và em sẽ thêm đó là một gói bột chiên giòn để tạo cho cái bột của mình nó giòn hơn nha cả nhà. Nếu cả nhà không có tự pha bột thì có thể mình mua bột của Vĩnh Thuận á cả nhà. Bột Vĩnh Thuận hoặc là bột bánh xèo Hương Xưa đều được nha. Và đây là nước cốt dừa. Đây là nước cốt dừa để cho cái bánh của mình nó béo hơn á cả nhà. Và để tạo cho cái màu nó được vàng hơn, ngon hơn thì ở đây em sử dụng là bột nghệ nha. Đây em sẽ cho một xíu bột nghệ vào để cho cái bánh của mình nó ngon đó nha. Đó là bột nghệ. Và bây giờ em sẽ tiến hành đi trộn bột và đi xào nhân. Thế là đổ bánh xèo thôi cả nhà. Đây em sẽ tiến hành đi trộn bột. Em sẽ cắt cái gói bột này ra luôn nha cả nhà. Và em sẽ cho hết vào. Đây là bột chiên giòn để cho cái bánh xèo của mình nó giòn hơn á. Rồi cả nhà không tự pha thì cả nhà có thể là mình đi mua cái bịch bột Hương Xưa, bột bánh xèo Hương Xưa hoặc của Vĩnh Thuận đều được, nó cũng ngon lắm á cả nhà. Và em sẽ cho vào đây là hai quả trứng gà. Trứng gà vào thì làm cho cái bánh xèo của mình nó giòn xốp hơn nha cả nhà. Đó là cái cách pha bột của em nên em chia sẻ với tất cả cô chú anh chị và các bạn xem á. Nếu thấy video của em hay và hữu ích hãy cho em xin một nút like, một chia sẻ kênh để ủng hộ em nha cả nhà. Và ở đây em sẽ cho tất cả cái đường, muối, bột nêm vào nha cả nhà. Cho nó vừa ăn cái da bánh của mình nó vừa ăn ngon hơn. Tại vì đây hoàn toàn là bột lạc hết á. Không có, còn nếu mà cả nhà mua bột Vĩnh Thuận hoặc Hương Xưa thì nó đã có nêm nếm gia vị sẵn cho mình rồi. Mình không cần phải nêm lại đâu. Nêm một xíu vậy cho cái da bánh của mình nó vừa ăn á cả nhà. Trộn bột để bột nghỉ đây xong là mình sẽ tiến hành đi xào nhân bánh nha. Hôm nay em ở đây không có ai bán bánh xèo đâu cả nhà. Nên em tự vào bếp làm ăn nên em chia sẻ với cả nhà thôi. Em bỏ lộn mấy cái cọng. Và em sẽ cho nước cốt dừa vào. Bánh quê em làm là phải béo phải ngon nha cả nhà.
Tùy theo vùng miền mà ăn cái bánh xèo khác nhau nữa đó. Làm chắc khoảng 10 cái đó cả nhà. Còn dư lại em thích ăn bánh bánh xèo da lắm cả nhà, bánh xèo da mà cuộn rau chấm nước mắm ăn cũng rất là ngon luôn. Khuấy cho nó đều lên nha cả nhà. Tan bột tan đều hết cho nó ngon. Rồi, thì bây giờ em đã nêm nếm cho nó vừa ăn rồi, em để đây cho bột nó nghỉ nha. Bây giờ em sẽ tiến hành đi xào nhân nha cả nhà. Bây giờ em sẽ đi xào nhân nha cả nhà. Đó, dầu mình nóng rồi em sẽ cho tỏi vào. Làm thơm lên. Thơm cho thịt vào. Cho vô nửa muỗng cà phê hạt nêm. Cho vô một xíu đường nha cả nhà. Xào cho thịt mình thấm chín xong em sẽ cho tiếp củ cà rốt vào. Cà rốt này nó sắc hơi dày ở cả nhà nên mình xào trước cho nó chín. Giá thì mình để vô sau. Cái củ cà rốt này nó chín. Tiếp tục cho tôm, cho giá vào cả nhà. Tôm nó cũng nhanh chín. Cả nhà xào lâu là con tôm mình nó bị khô á. Khô là mình ăn không có ngon. Ngày trước ở quê làm bánh xèo rất là cực, nhưng bây giờ làm em thấy rất là nhanh luôn cả nhà. Đơn giản là nhanh. Khổ nổi ở xứ người không ai bán bánh xèo á, nên mình thèm nên mình tự và biết mình làm ăn cả nhà. Mình xào cho cái cà rốt mình chín xong rồi mình sẽ cho tôm vào, cho giá vào. Rồi củ cà rốt mình đã chín nè cả nhà, em xào hoàn toàn em không cho nước cho gì hết nha. Rau củ tự ra cả nhà thêm nước là khi mà một hồi mình để vô cái nhân bánh nó không được ngon đâu. Tiếp tục em cho tôm vào. Ba trăm gram tôm cũng nhiều lắm đó nha. Xào. Xào và nêm nếm theo cái khẩu vị của gia đình mình là được nha cả nhà. Cái da hồi nãy, cái da bột với da bánh em nêm cũng vừa ăn rồi, nên cái này em cũng nêm vừa vừa là hai cái là được. Khi mà ăn mình còn chấm nước mắm nữa. Em sẽ cho tiếp đầu hành vào luôn. Đầu hành nó lâu chín nữa nha. Thank you.
nhìn bánh rất là ngon. Giá để sao thôi nha cả nhà, tại vì giá nó nhanh chín lắm, mình để vô sớm nó không ngon. Nhiều khi ăn giá sống cũng được, không cần phải xào chín đâu. Giá sống để vô chiên bánh xèo một lát là nó cũng đã chín hết rồi. Rồi đây em sẽ cho giá vào, cho tiêu vào nha cả nhà. Vừa ăn luôn. Xào như vậy nó khô ráo, nó không bị ra nước nha cả nhà. Rồi mình trộn đều lên là được rồi đó, chín rồi đó. Em sẽ cho ít tiêu vào cho nó thơm. Rồi mình tắt bếp. Thế là cái nhân bánh mình đã làm xong rồi đó. Và bây giờ em cho tiếp cái chảo đó, em bắt đầu chiên bánh nha cả nhà. Đây là em dùng cái chảo chiên chống dính đó. Và tiếp tục em sẽ cho bột vào đổ nha cả nhà. Bột em để đây luôn. Và em sẽ đậy nắp lại đợi cho bột của mình chín nha cả nhà. Mở lửa thiệt là nhỏ luôn. Em sẽ đậy nắp lại. Thì bánh mình cũng đã chín rồi đó cả nhà, em sẽ cho tôm thịt vào nha. Mình cho nhân vào. Để qua một bên như vậy nè cả nhà. Mình làm ở nhà ăn nên cho nhân nhiều một tí ngon nha cả nhà. Rồi mình đợi cho cái da ở dưới, bề mặt dưới cho nó vàng giòn tí nữa là mình ụp, mình cuộn lại nha cả nhà. Mình gấp đôi cái bánh xèo lại á, rồi mình lấy ra cho nó dễ á. Cả nhà thấy ngon không? Hấp dẫn lắm á. Ở nhà mình ăn mình làm đơn giản thôi. Khi em thích thì em vào bếp thế thôi. Bánh xèo thì không thể gấp được nha cả nhà, cứ chiên lửa từ 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 từ, lửa nhỏ nhỏ như vậy nè cả nhà. Cái bột bánh xèo của mình nó giòn vàng rất là ngon luôn. Bột thì nó chín đó cả nhà, nhưng mà em đợi cho nó vàng á, nó giòn cái rìa bánh lên tí xíu mình sẽ lấy ra. Và bây giờ nó vàng đều rồi đó cả nhà, em sẽ úp lại nha cái rìa của bánh đó. Đây phải cho nó vàng giòn như vậy nè nha cả nhà. Em là ăn bánh xèo vàng như vậy em rất là ngon luôn. Và mình lấy cái bánh ra thôi, bánh rất là ngon. Cả nhà thấy không, vàng ươm ươm luôn, giòn lắm nha cả nhà, da rất là giòn xốp luôn á. Và trở lại để làm nước mắm chấm bánh xèo nha cả nhà. Đây là nước mắm em nấu nè, em cho một chén đường, một chén nước mắm và một chén nước. Sau đó là em sẽ cho tắc vào và nấu cho nó tan đường ra để nguội là được nha cả nhà. Cả nhà làm nước mắm cái công thức như vậy ăn bánh xèo rất là ngon luôn. Không ghi gì bánh xèo đâu cả nhà, làm vậy chấm món ăn nào cũng thấy ngon hết trơn cả nhà. Cái công thức nấu nước mắm vậy ăn ngon lắm. Đây em sẽ cho cái dưa chua vào nè, cho nó chua chua. Cái củ cà rốt đó cả nhà, ăn cho nó có cái củ cải này mình ăn không có bị ngán á. Em sẽ cho tỏi ớt vào luôn. Đây là một chén nước mắm ăn bánh xèo rất là ngon. Thế là phần nước mắm em cũng đã làm xong. Và một đĩa bánh xèo đã nằm ở trên bàn rồi đó cả nhà.
Em đã sắp ra dĩa, đây là một dĩa bánh xèo rất là giòn xốp luôn. Và ăn kèm với nước mắm nữa cả nhà. Đây là nước mắm chua cay. Ăn với bánh xèo rất là ngon. Đây là một dĩa rau nha cả nhà. Thì nhà mình thích ăn rau gì thì mình cứ dùng rau đó. Vậy nhà em thì em nay ăn đơn giản thôi nên em dùng cái rau này. Chỉ là đơn giản là rau húng nhủi và rau dấp cá với dưa leo thôi nha cả nhà. Đây là một đĩa bánh xèo rất là ngon, giòn ở bên ngoài nè cả nhà. Chiên giòn luôn á cả nhà, em chiên như vậy nó vàng như vậy là nó giòn ngon lắm. Thì nếu cả nhà yêu thích cái công thức của em thì cứ làm thử theo cái công thức của em nha cả nhà. Công thức của em làm ăn cũng rất là ngon luôn á. Thì cuối video em xin chúc cho cô chú anh chị và các bạn một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha cả nhà.